bật bếp lên nha các bạn. Rồi để cho chảo nóng mình cho dầu vô. Đó, dầu nó sôi rồi á, đợi giờ sau mình cho tỏi vô. Phi cho tỏi thiệt thơm. Đó, tỏi thiệt thơm xong đó mình mới chuẩn bị mà mình đảo cho nó thơm xong rồi mình mới đổ tôm vô mình xào nha. Đó, đậu tôm vô xào, mà xào tôm cho nó tái thôi nha các bạn. Tái xong mình đổ nước vô mình nấu chín đó. Nó mới ngọt tôm được, chứ mà tôm mình nấu nó chín quá là nó không có ngọt. Đó, mình chỉ xào nó tái vậy thôi nè. Đó, mình xào vừa tái tại vì thôi đó. Mình đổ nước vô. Đó, giờ nó chuẩn bị cho nó tái là mình đổ nước vô đó. Rồi nước sôi mình bỏ cải vô nha, rồi mình vớt bọt nha, vớt bọt cho nó trong cái nước ăn nó ngon hơn, cái vị cái mùi cảm giác ngon hơn. Nhưng mà lúc đầu là mình bỏ mấy cái gốc cải vô trước, rồi sau đó mình nấu gần chín rồi mình mới bỏ cái lá cải vô nha các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi tắt bếp để bì vô chế vô. Ha ha, là ta đây chuẩn bị được ăn rồi. Vô cho miếng tiêu cho nó thơm thì xong rồi mình sẽ đem bàn nè, rồi thưởng thức nha, chuẩn bị thưởng thức nha. Đó, mì tôm hấp dẫn lắm, mười mấy con tôm mà mình chỉ nấu có nửa cái mì thôi, tại vì mình ăn ít, nấu có nửa cái mì với mười mấy con tôm. Đó, trọng lên rồi quất. Ha ha, quá đã. Ngon quá. Tôm ra ngọt kìa. Nóng quá, ngon. Nóng quá, nóng. Nóng quá lắm. Tôm mì cái thịt tôm với miếng cải luôn, quá đã. Thank you.
sao ngon. Còn nhắc tôm không? Sáu cây còn. Bốn rồi. Sáu nè. Hình như đây còn nữa là bảy. Bảy con. Rồi. Con mì còn nữa. Mười mấy con tôm. Rồi nó đã gì đâu. Nhớ yên tâm. Tôm ngọt. Tôm nó thiên nhiên. Tôm nhiên là ở nhà bắt được đó. Trời, ăn ngọt, ngọt kinh dị luôn. Nấu luôn mình tới mười mấy con tôm ăn đãi đâu cho mình tôm thiên nhiên bắn nhà. Tôm thiên nhiên bắn nhà ăn đãi thì táo ngọt nhai cả nước ngọt kìa. Mình còn nữa. Ăn rồi nghe dở luôn nha, không bao dở rồi. Tặng tên phi nhiêu á, cái vỏ mềm á, ăn đã. Rồi leo phủ nè, nè, này là cải cải thảo. Đi đâu. À, còn có hai con tôm với món chả này, mình thử luôn. Nó. Con tôm á, nó chảy nó. Cái nước nó ngọt cái gì. Tôm thiên nhiên ngon lắm. Tôm thiên nhiên này á, nó cái vỏ nó mềm lắm. Ờ, ở quá. Nay mùng 3 Tết 2023 đi học lớp về xong rồi. Quất có mì tôm vậy à, phê luôn, ngủ tới sáng luôn. Nhưng mấy miếng tỏi nè, mấy miếng tỏi này mình phê lên đó, thơm lắm. Thôi mà có miếng tiêu tiêu đó, cay cay với lại miếng sa tế vô. Trời. Ăn nhín lắm. À, có tiêu rồi. Tiêu nang dưới rồi. Cái nước này ngọt quá hả? Ăn là không thể bỏ nước luôn. Quá đã.